Nhà chú đi Đi đâu rồi? cùng bố mẹ ở ở dạ. Không biết là ông mất tiền thì cứ bảo là hai con nhà chú trộm, nhưng mà hai con nhà chú không nhận thì bố mẹ bảo ra với bố mẹ dạ. À, đối với anh là những người xa lạ thì cái đấy anh không thành vấn đề, anh không quan trọng. Anh là anh của các em, anh không chấp. Đấy, nhưng mà đừng có với anh là như thế xong mà với người khác là cũng như thế nhá. Ông bảo là ông mất 100 ạ. Nó mất 100 ngàn à? Vâng, Thế là nhưng mà ông bảo là ông cất ở chỗ mà cột nhà, nhưng mà Thắng Đức xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đăng tải một cái thước phim mới sau khi mà được các bác cô chú anh chị mạnh thường quân giúp đỡ cho hoàn cảnh có một cái ngôi nhà rồi. Và hôm nay để đồng hành cùng cháu Lực là có thêm cả bé Mạnh nữa. Nào Mạnh thì bây giờ làm gì nào? con chào các ông các bà. Hôm nay Mạnh cùng chú Lực đi đâu Mạnh có biết không? Không. Không biết à? Không. Thế chú đưa Mạnh đi như thế này thì Mạnh không sợ là đem đưa đi bán à? Không. Không sợ Không. á? Tối hôm qua là ngủ với cháu Lực là được là 2 đêm rồi cô bác ạ. Bây giờ thì là ở dưới nhà ấy thì là cũng không có việc gì để làm đâu cô bác. Chỉ là đi theo ông thôi, cho nên là cháu Lực đón Mạnh lên để mà thứ nhất là cháu Lực vừa dạy kèm cho Mạnh nữa. Dạy kèm cho Mạnh là thứ nhất là tập đếm này cũng như là bảng chữ cái nữa. Mấy hôm nữa thì là Mạnh là đi vào học và lớp 1 rồi, cho nên là cháu Lực lại phải kèm cặp em ấy thêm một chút nữa. Ở với chú Lực thì chú dạy học bài này có sợ không? Không. Không sợ đâu à? Không. Đấy, và cái thước phim hôm nay thì cũng khá lâu rồi cháu Lực chưa có đi vào hoàn cảnh của hai anh em hải sử mồ côi cô bác. Trước kia thì là hoàn cảnh của ba ông cháu, nhưng mà bây giờ thì nói là hoàn cảnh của anh em hải sử mồ côi thôi. Thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực chia sẻ lên một số thông tin ấy thì các bác cũng đã biết được rằng là ông với lại là hai anh em hải sử thì đã phân chia đất đai cũng như là nhà cửa này kia rồi, thì cho hai anh em hải sử là ở ngôi nhà mới. Còn ông thì là ở ngôi nhà cũ, ở lại với lại thêm là hai người con của nhà chú nữa cô bác ạ. Thì là cái sự việc đó như thế nào thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cho các bác cùng biết rồi, thì cháu Lực sẽ không có nhắc thêm nữa. Và vấn đề hôm nay cháu Lực lên thì là ở cái góc độ mà sau khi được các bác cô chú anh chị mạnh thường quân giúp đỡ là có một ngôi nhà rồi, thì cháu Lực muốn quay trở lại để xem là các em sinh hoạt như thế nào. Đấy, và cuộc sống các em là thay đổi như thế nào cô bác nhé. Thời gian vừa rồi, thời gian này thì cũng không phải là thời gian ít, thời gian ngắn nữa mà là rất là dài rồi, cũng đâu đó là được tầm độ là 1 năm rồi cháu Lực lên chia sẻ các em. Và hiện tại là cái hoàn cảnh của hai anh em hải sử thì cháu Lực xin phép là ngừng hỗ trợ, không nhận thêm là bất cứ khoản hỗ trợ của các bác nào giúp đỡ cho anh em hải sử nữa. Và ở đây thì tại sao cháu Lực lại nói là ngừng hỗ trợ, thì là được các bác giúp đỡ như thế là cháu Lực thấy là quá là nhiều rồi. Nhà cửa này, chuồng trại này, tất cả mọi thứ máy móc thì được các bác là giúp đỡ nhiều rồi, cho nên là cháu Lực xin nói câu là ngừng hỗ trợ các bác nhé. Và trước khi mà đi vào bàn giao nhà đấy thì cháu Lực cũng đã dặn dò các em là dọn dẹp nhà cửa là sạch sẽ rồi. Tuy nhiên thì cháu Lực sẽ phải là thỉnh thoảng lên trên để mà xem là các em sinh hoạt như thế nào các bác nhé. Ở đây thì là tất cả mọi cái là đồ đạc trong gia đình thì là đều được Mạnh Thường Quân là sắm cho hết rồi, không có cái gì là không có nữa, từ chổi lau nhà, quét nhà, nồi cơm, nồi chảo, gọi là ngôi nhà chỉ cần các em vào ở và sinh hoạt một cái cách sống là gọn gàng thôi các bác. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào nhà của hai anh em hải sử xem là cuộc sống các em thay đổi như thế nào các bác nhé. Đi Mạnh. Cung đường vào thì là mọi lần thì trời nắng thì đi xe được vào là đến tận nơi các bác, nhưng mà thời tiết là mấy hôm nay thì là sạt lở nhiều quá. Như là đoạn đường này đi thì cô bác có thể nhìn thấy là đoạn đường này thì là vừa mới đào các bác, thành ra là bị sạt lở rất là nhiều. Ở đây thì là chỉ có gọi là chừa một chỗ cho xe máy đi vào thôi đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là bà con ở đây thì cũng đi lại nhiều ấy, thành ra là nó tạo thành là một cái khe rất là sâu rồi, khi mà bánh xe đi vào ấy thì là vừa đi vừa đẩy cho nên là rất là mệt, thì chọn cách là đi bộ thôi đấy. Và
Hôm nay thì cái phong cách mặc áo đấy các bác, thì mưa quá cho nên là cháu xin phép là mặc quần đùi của bác nhá. Đấy, rất là mong các bác sẽ thông cảm của bác nhá. Mạnh thì là phải nói là đi rất là khỏe của bác ạ, Mạnh nhá. Năm nay thì là Mạnh thì cũng được 6 tuổi rồi, chứ không còn nhỏ là bao nhiêu nữa. Chuẩn bị đi vào lớp 1 rồi. Mạnh là ở với ông thì ông cũng chỉ biết là cách là thương Mạnh, là cho Mạnh ăn cơm là ngày 3 bữa. Và những bữa cơm của hai ông cháu ăn thì chỉ có rất là đạm bạc thôi. Có khi là chỉ có ăn cơm không thôi, hay là ăn cháo thôi. Ở với thời gian này sẽ ra với cháu Lực thì cháu Lực sẽ rèn giũa Mạnh là nhiều hơn, để cho Mạnh là thay đổi. Chứ nếu mà ở với ông thì là Mạnh sẽ không thể thay đổi được. Đi được không hả Mạnh? Được à? Đi với chú Lực có mệt không? Không mệt đâu à? Đường trơn quá rồi. Ở trên kia thì cháu Lực nhìn thấy là có một chú đang đi, thì là còn là vừa đi là vừa đẩy nữa thôi, không thể ngồi xe máy được nữa. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là có một cái chòi trẻ con đang người ta làm hay sao ấy. Để mà ở Mạnh thử đi vào cái chòi xem nào. Hả? Sợ à? Không dám đi vào à? Chơi xem nào. Này, này chắc là trẻ con người ta làm hay sao ấy. Làm mà chơi đây thì cũng nguy hiểm quá. Sợ rằng là đang chơi thì ở trên kia là sạt xuống là lấp luôn. Đừng có vào đây chơi Mạnh nhá. Được chưa? Được. Lần sau chú hỏi thì phải trả lời nhá. Nào. Dạ, phía bên này thì là sâu quá rồi này. Xe máy là không có thể đi được nữa. À, hiện tại thì là ở cái làng Mông này thì cháu Lực cũng đã đang chia sẻ thêm là một số hoàn cảnh nữa các bác. Hoàn cảnh nào thì cũng tương đối là đặc biệt. Ở phía bên này là hoàn cảnh của gia đình Bạch Khánh này. Bạch Khánh thì hôm nay là cháu Lực sẽ không có đi vào các bác ạ. Ở video sau thì cháu Lực sẽ vào. Khánh thì là cũng là một cái hoàn cảnh mà cũng khá là đặc biệt. Hoàn cảnh của Bạch Khánh thì năm nay là được có là gần một tuổi đó các bác. Đấy, bố thì đã chết rồi, còn mẹ thì là bỏ đi lấy chồng mới thôi. Trong lúc mà mẹ là đi lấy chồng mới đấy, là đang ở cứ đấy, là nhắn tin là hẹn hò với lại một người khác rồi, ở cứ xong là chỉ là đi luôn thôi, là không ở lại nữa. Sắn quần xuống một tí nào Mạnh, quần cao đi. Ê. Được chưa? Đôi lúc thì trẻ con đấy dạy đấy là vừa phải có phương pháp là vừa cứng rắn và mềm mại được không ạ? Không đi được à chú? Chết máy á? Hết xăng á? Không phải hết xăng, sắt chân máy. Ồ, hay là hết bộ gì ấy? Hay là bộ gì ấy? Không phải bộ gì đâu. Cháu vừa thấy chú ga lên đây to quá. Đường này đi khó này chú nhở? Đúng rồi. Kéo lê đi. Kéo lê đập chú. Đây, sắp được. Xe thì ống xả nhìn không thấy đâu nữa rồi. Đấy, hiện tại thì ở trên này là sương mù rất là nhiều này. Và ở đây thì là cháu Lực nhìn thấy là cái bảng điện này, công tơ này rất là nguy hiểm. Ở đây thì tầm tay của trẻ con này. Mạnh là phải nhớ là không lúc nào mà gặp những cái này là không được nghịch nhá. Nhớ chưa? Rồi. Ôi, sương mù rất là dày đặc này các bác. Có lẽ là bây giờ là đi vào nhà của hai anh em Hải Sử cho lúc xé ghi hình sau các bác nhá. Cái quãng đường đi thì gọi là vừa đi thì vừa chia sẻ với vừa nói chuyện với các bác một chút thôi. Cái con đường này thì là hầu như là rất là quen thuộc với lại các bác thôi. Và cái con đường này thì là một cái con đường mà một cái kỷ niệm đối với cháu Lực là sẽ tưởng chừng là không bao giờ quên được các bác ạ. Trước kia là con đường là chưa có to bằng này đâu. Con đường là chỉ có một hầu như là bằng một sải tay thôi các bác. Một con đường rất là nhỏ. Nhưng mà cháu Lực vẫn cố gắng để mà làm được cho hai anh em Hải Sử một cái ngôi nhà ở dưới này. Ngôi nhà của anh em Hải Sử là một cái ngôi nhà mà cái chi phí của nó là đi vào rất là cao các bác ạ. Khi mà hoàn thiện ngôi nhà của hai anh em Hải Sử
thì tổng cả cái tiền của bên bạn Trình gửi cho Lực là 55 triệu nữa, thì là cho Lực tổng nhận được là 226 triệu. Cho Lực còn nhớ 226 triệu. Đấy, và trong đó thì là âm mất đi là 4 triệu. Cũng được là hai chị là Nguyệt Thúy, là hai chị có là giúp đỡ cho Lực về cái khoản này. Đấy, còn là về một số cái như phần sơn này, phần nội thất này là còn chưa tính đến vào trong nhà nữa cô bác nhá. Con đường này thì là phải đi, thì vừa đi thì là vừa nhìn một chút cô bác á. Đi mà không để ý là trên này là sạt xuống, nó chạy không kịp luôn. Mạnh thì là chuyên gia là chạy trước để mà mở đường. Mạnh không sợ con hổ à? Con hổ trước không sợ à? Không hề sợ hơn, sợ một chút nào. Ui dồi, con đường này phải nói là vừa đi thì vừa sạt lở. Con đường mới như này thì không thể tránh khỏi được nó bị sạt cả. Đấy, con đường này thì là nó bị sạt thì là nhìn là trong là hết sức là bình thường thôi. Nhưng cái chỗ này thì là khi mà chưa đổ đất đi xuống dưới đấy, nhìn là nó không sâu, không sâu một chút nào đâu nha. Nhưng mà nếu mà mình đổ đất đi xuống dưới rồi thì nhìn thấy con đường là đi xuống vực là rất là sâu như thế này. Đấy, hiện tại thì là đến chỗ mà đường đi xuống nhà của hai anh em Hải Sử rồi cô bác ạ. Thì hầu như là cái con đường này, cái khung cảnh này thì là không xa lạ gì với các bác ở trên kênh nữa rồi. Con đường này thì là ban ngày này, ban đêm này thì là đều cho Lực cũng đều là chia sẻ xong hết rồi. Thì có lẽ là sau cái thước phim này thì là rất là lâu rồi, rất là lâu nữa cho Lực sẽ mới lên nhà của hai anh em Hải Sử nữa. Phải nói là đôi lúc cô bác nhá, đôi lúc là gặp là hai anh em Hải Sử ở ngoài đường thì cháu Lực cũng là hơi buồn các em một chút. Nhưng mà cũng không sao cả. Cháu Lực là anh mà, cháu Lực không thể chớp các em những cái chuyện mà như thế cả. Nhưng mà nếu mà để suy ruộn ra như thế thì khi mà các bác rơi vào cái trường hợp này thì các bác cũng sẽ rất là buồn đấy, chứ không phải là một mình cháu Lực cả. Trên này có một cái cây đào mà ngồi xuống đây luôn. Có lẽ cái cây đào này bây giờ sẽ gắn liền lại với ở đây luôn này. Ôi, chó kia như sổ như con chó sói ấy. Đường này nào mày. Mày một thời gian mà không lên này cảm thấy là đằng sâu này rất là rậm rạp này. Bảo là đôi lúc các em là tự biết làm một chút. Mùa này thì là ở trên làng Mông đấy, cái quả dưa chuột này cũng là gần đến cuối vụ rồi. Nếu mà đầu vụ mà lên cách độ đây tầm 1 tháng về trước á, là lên trên này là có quả rất là nhiều này. Đây là có những kiểu bông hoa này, cái cây hoa của cái miến rong này, cái đầu nó rất là ngọt của bác ạ. Đầu này rất là ngọt đấy. Nhưng mà cảm giác như là mưa ấy, mưa là nó không ngọt đâu, uống nước mưa thôi. Ôi, đang làm gì đây? Bể ngô xong hết rồi à? Máy cày để như này không sợ bị hỏng à, Sứ ơi? Lấy tấm máy tre. Lấy tấm máy tre à? À, đang ăn cơm à? Ăn đi hôm nay nhà Sử bẻ ngô à? Ngoài thì thấy là đông đúc hơn nhỉ? Đông đấy nhỉ? Chào Hải nhá. Chào Hải, xin kính chào quý em bà cô chú anh chị. Ra đến đây là bắt gặp là nhà hai anh em Hải Sử là đang đang cơm của bác ạ. Hôm nay nhà làm gì ấy, Hải? Nhà bẻ ngô ạ. Nhà bẻ ngô à? Bẻ hết chưa? Hết rồi á? Vâng. Ui, thấy thu hoạch được nhiều bí đấy. Ây à, kia nhiều măng đấy nhở? Vâng. Khai lán, cháo mê.
Hả? Xem nào, ra bên này hỏi xem là măng này có mua được không. À, hái đấy. Vâng. Khai đàn cháu mày. Hả? Bây giờ thì đến cái mùa mà có măng rồi. Tiết đâu mai hả tiết? Tiết tài vua. Ông bị hư khai ra. Ừ. Khai đàn cháu mày nhờ. Ông thả ra. Ừ. Nào tháo chứ. Ông thả ra mà. Ông tháo chứ. Chim mùa nào ạ? Thóc thả cờ rồi nè. Thả hạt xe mà chưa. Hả? Thả xe ạ. Thả hạt tiếp á. Ừ. Bố bưng mới bị hư khai mà đây thắn. Khá tiếp là còn. Khá tiếp á nè. Ồ. Phải hướng nhúc đánh lại rồi. Ờ. Cái này thì làm măng chua thì là rất là tuyệt vời này. Ồ là ăn phùng thả nữa kìa. Thảm thả đấy bạc đây mấy. Thảm thả bạc. Ờ nè. Thảm thả nè. Thả này hồi lãn đúng không ạ? Nó. No. Hồi lãn tháo éo luôn mà. Ây dồ. Nhà Hải có cái măng này chưa? Có. Hả? Có hai con. À có hai con thôi à? Ừ, thằng. Thằng. Thằng này là. Ờ. Lên bạc quá à? Ổng mà lãn ổng. Bóc ra luôn. Ờ không. Nè đến cái này măng này là. À mình phải dùng xong thì mình bóc. Thì à, nó mới ấy được. Ôi. Phương đi hư lãn khái bên đây đây à? Hả? Phương đi hư lãn khái mà không? Đại cho mà. Ờ suốt lần một tu ạ, suốt lần giúp mi à, thì tiếp nào. À một tu thì tiếp nào. Nó phải phải ở hư lần còn à, cái phực bị đi hư ấy lần còn hơn đấy kìa. Ừ. Phực bị cháu à. Ờ. Ờ lần thảm thán đấy kìa. Đấy. Mùa là tại ở. Ờ lần nào phải. Ừ. Đấy mùa 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 với lại ba cái cây măng này của bác này là 100 ngàn. Đấy. Tốt rồi nọ. Tốt này nọ. Ừ, tốt này. À, lần tốt này heo được phải. Là phải. Đấy. Mua cái giá. Bước lan khai hoa kìa. Mua cái giá là ba cây măng to này là 100 ngàn các bác nhá. Ô, bây khóc lại lại tương này. Bước khóc. Tương nào? Tương nào? Một đoàn. Ô là. Ừ, lan lâu dài à. Tiếp tao mai tao má. Gì đóng á? Tiếp bắt xa. Tiếp có mùi ta. Ồ. Ô, nhân là ba riêng đó. Ô, riêng. Nhân là ba riêng. Đấy. Không lẽ bẻ ngô ở tận đâu đấy Hải? Chúc cha với chân cha thẻ. Hả? Chú mộ của bà với chân cha thẻ. Chú mộ của bà. Vâng. Thế là bẻ hết rồi à? Hết rồi. Ôi, chỗ này có vẻ như chỗ này hơi thấp xử nhờ. Xi thì nhà con xi mà hôm nào xử lấp thêm cái này một tí nhá. Ăn cơm đi. Cơm đi, anh ăn cơm rồi, xem bí ôi. Bí này được nhiều đấy, có mang bán đâu. Bí này cho lợn ăn thôi á. À, những cái quả to này làm giống à. Anh ăn cơm anh. Đây ăn cơm đi, anh ăn cơm xong rồi. Hai anh em cơm đi. Mấy thanh niên này con cơm đấy à? Ăn xong rồi. Xong rồi á? Khu uống rượu à? À, chín mạng là ăn chín già nữa. Ăn chín già. Chứ buổi chín lâu mà không? Hỏi vào là. Đây. Mày ơi. Mày. Mày ơi vào đây ăn cơm nào. Đây đây. Đây đây nào. Đây nhà anh xử ăn cơm nào. Đây đây. Cho Mạnh thôi. Chắc là mới Mạnh là đói. Bay thanh niên ở trên cơm sao ấy. Anh ăn rồi. Ăn xong rồi. Này. Mạnh chỉ không ạ. Ăn cơm đi, mình không ạ. Mình không đi. Cho mấy thằng này. Hiếu ăn không? Bà ăn không? Không ăn à? Cho anh xin nước rồi. Anh, Hải ngồi đấy. Đây, Hải ngồi đấy, xong rồi lấy thức ăn cho em một tí. Có mấy thanh niên kia không ăn à? Ăn hết rồi. Hả? Ăn hết rồi. Ăn hết rồi á? Cái này nếu mà để lên trên các chỗ cô ăn đi. Nhiều quá à? Ăn nước ạ. Dừng đi các bạn đây. Hả? Dừng đi. Để nhà cũ à? Để nhà cũ á? Vâng. Thế là ngô là được mỗi chỗ này thôi à? Để nhà cũ dạ. Để nhà cũ á? Vâng. Ừ. Chỗ này lúc nào rảnh thì lại làm thêm cái này nhá. Vâng. Cái bóng đen năng lượng mà trời đi đâu rồi? Cái của ông Hồng hơn. Cho ông à? À thế là ông Hồng à? Cái của ông Hồng à. À. Có vẻ như là hôm nay hai anh em đi mưa hay sao ấy, sao lại quần áo này lại ướt ướt rồi. Vẫn đi vẻ ngô. Vẫn đi vẻ ngô à? Vậy xử thì có vẻ như là đạo này râu ria có vẻ
như sắp sắp như anh ấy nhỉ. Ông mấy thanh niên kia đi về hết rồi à? À. Thế là bí này là vừa một phần là để làm giống nữa à? Vâng. Đi xử cho anh quái á. Vâng. Còn to nhất. Vâng. Còn to để làm giống. Lúc nào mà xi này xử nhớ là sợ để lâu quá nó chết ấy. Trên này nó hay ẩm ấy. Thì xử là tranh thủ là làm lại cái chỗ kia luôn nhá. Vâng. Cái chỗ này thì là bây giờ là mưa nó không vào được rồi đúng không? Vâng. Là yên tâm rồi. Lúc nào mà xử rảnh ấy, xử đi chặt những cây tre nhỏ ấy. Làm cái giáo ở đây nhá. Vâng. Xong là treo náo lên thì nó sẽ đứa là lộn trộm nhá. Vâng. À, xử đi vào trong nhà là xem các cô ăn cơm đi. Anh đi với Hải đi xuống thăm ông một tí nhá. Vâng. Bước phải nào, bước phải nào. Mạnh nó ở kia nó ăn cơm nó đợi. Chỗ này, ôi, này như nhiều nước quá, sửa được sau. Lúc nào rảnh xử làm luôn thử ạ. Vâng. Còn nhà của Jesse ấy, để lâu quá nó chết. Nhưng mà xi hết thì lại đi xuống xá để mà mua. Ê, mấy hôm nay hai anh em có khỏe không? Có ạ. Khỏe à? Khỏe là được rồi. Ui, trên này sương mù nhiều quá nhỉ? Vâng. Có vậy. Hôm nay có bao nhiêu người cùng hộ bẻ ngô ấy? Đông này. Đông người à? Vâng. Có bao nhiêu người? Có biết không? Không đếm được. Ui, đây thì sương mù là dày đặc quá của bác ạ này. Nhìn thì mới không thấy rồi. Ui, thậm chí là bây giờ đến ở cái góc mà cháu Lực với lại em Hải là đang đứng này là còn không nhìn thấy là nhà cũ đâu nữa. Thế Hải là chuẩn bị đi học chưa nhỉ? Chưa đó. Chưa à? Vâng. Thế là biết là bao nhiêu đi học không? Không biết đó. Không biết á? Vâng. Ây da. Chó nhà Hải thì còn ở không đấy? Có ạ. Có, anh cũng chưa để ý. Ồ, lấy là ông chưa ở thật rồi. Đây là bí của ông hay là bí của hai anh em ấy? Bí của ông ạ. Bí của ông à? Vâng. À, ông cũng được nhiều ấy nhỉ? Thế là hôm nọ là bóng của nhà ông thì bị hỏng rồi à? Bóng đèn năng lượng mặt trời ấy. Vâng. À, cái này là hai anh em lại cho ông bóng mới à? Vâng. À, ở trên này là hiện tại là chưa có điện đúng không? Chưa có đâu. Thế Hải thử bật cái bóng kia xem nào. Cái bóng là trước bóng cú này có bác này. Thì cháu Lực nhớ không nhầm là được là bà là Vương Kim Thanh là bà mua cho. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là bóng nó đã bị cháy rồi đấy. Nhưng mà cũng được đâu đó là gần một năm rồi đấy các bác. Cầu thang. Cái cầu thang là cầu thang huyền thoại. Thế là hôm nay là ngô của hai anh em là để ở dưới nhà của ông nữa à? Vâng, ở chỗ kia đó. Để chỗ kia à? Vâng. Thì ông cũng cho để à? Ông cũng cho để. Ôi, nhà ông nuôi nhiều chó đấy. Một con của em ạ. Một con của, đây này. Dạ. À, đây. Hai con của ông. À, hai con của ông, đây. Dạ. Con này là con của nhà hai anh em Hải Sử của ba con này. Con này thì là cháu Lực nhớ không lầm là đặt đi mua là mấy trăm nhỉ? 600. À, 600 nghìn đúng không? Vâng. Thế là bây giờ Hải đi đâu là đi theo. Con này là cọc đuôi của bác nhá. Đấy. Con này là đẻ ra thì nó đã vốn dĩ là nó cọc đuôi rồi. Còn hai con kia thì không bị cọc đuôi. Nhưng mà bốn mắt. Đi xuống đây xem là hai ông cháu thì có đấy không? À, xem thế này là ông có đấy không? Vâng. Ồ, chỗ này thì làm để mà thái cỏ à? Vâng. À, thế là giờ thái cỏ không thái ở trong nhà nữa à? Không thái nữa. Này là ông làm hay là hai anh em làm? Này, ông làm thôi. Ông làm á? Vâng. Thế là ông là đi đâu từ từ sớm rồi hay là đi đâu? Lúc nãy em vừa văng ngô trên kia về thì con thấy ông rồi. Thấy ông á? Vâng. Thế ông có lên trên nhà ăn cơm không? Lúc nãy vừa gọi ông đi mà không thấy ông ở nhà thì không gọi đâu. À, thế là xuống đây là gọi ông là ông không ở nhà. Vâng. Lâu lắm là không xuống với ông vậy thăm ông rồi cô bác ạ. Thì là xuống để mà thăm ông một chút đấy nhưng mà không có gặp ông ở nhà cả. Thì
Tí Hải gửi bánh cho ông một tí nhá. Nhá. Còn hai anh em thì là đợt này là không có rồi nhá. Vâng. Gửi bánh cho ông ăn một chút. Đi, mình đi trên nhà đi nhỉ. Ông không ở ấy. Chẳng là ông ở nhà thì nói chuyện với ông một chút xem là sức khỏe của ông ấy như thế nào. Ôi, đóng cửa cho ông đi. Thì chói vào hết trong nhà đấy. Cái ngôi nhà này thì là không biết là có bao nhiêu cái kỷ niệm với ba ông cháu rồi. Ngôi nhà thì là nhìn ở bên ngoài vào thì có vẻ như là khá là to các bác nhá. Nhưng mà khi mà đi vào bên trong ấy thì là tất cả có đồ đạc này kia thì rất là chật chội. Cũng đâu đó là gần được hơn một tháng rồi ấy. Hơn một tháng là chúng không có lên đây rồi. Cháu bé của em bây giờ nó có đi cùng không? Có ạ. À. Ui dồi, nguồn nước này thích quá nhở. Nước to quá. Thật sự ra thì là nhà ấy, mình ở đâu ấy, làm ở đâu mà có cái nguồn nước thì có cái nguồn nước thì là nó rất là tiện hơn cô bác ạ. Không có nguồn nước thì phải là đi kéo rất là xa xôi thì mới có được. Ngày mai là ngày chủ nhật rồi là không lại đi vào chợ ấy nhỉ? Vâng. Vừa rồi xuống thì không gặp con là chú. Con là chú có ở với? Con nhà chú đi. Đi đâu rồi? Bố mẹ ở rồi. Cùng bố mẹ ở á? Vâng. Thế ông thì lại ở mình à? Vâng. Ôi. Thế ông ở mình à? Nào Hải, đợi anh tí. Ông ở mình ở lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi á? Vâng. Ông không biết là ông mất tiền thì cứ bảo là hai con nhà chú trộm, nhưng mà hai con nhà chú không nhận thì bố mẹ bảo ra với bố mẹ rồi ạ. À, thế là ông là mất tiền à? Vâng. Mất nhiều không? Không biết đâu, ông bảo là ông mất 100 ạ. Ông mất 100 ngàn à? Vâng. Thế là... Nhưng mà ông bảo là ông cắt ở chỗ mà cột nhà, nhưng mà thấy cái túi thì không thấy tiền. Nhưng mà ông có nghĩ rằng là ông đi đâu là mua cái gì không ấy? Thế là bây giờ là ông là ở một mình rồi, không ở với ai? Vâng, ông thì ở một mình rồi. Thế ông có ý định là về ở với hai anh em không? Không biết đâu, hỏi ông bảo ông cứ ngồi, ông cứ ở xuống đấy thôi. À, thế là hỏi ông là ông cứ bảo là ở một mình à? Vâng. Ừ. Là cũng khá lâu rồi cháu lại không có lên ấy, thành ra là không có biết là cái sự tình của nhà ba ông cháu là như thế nào các bác ạ. Đấy, sau cái thước phim này thì chắc có lẽ là cũng khá là lâu rồi anh cũng mới lên với lại các em nữa. Vì rằng là bây giờ các em là được các bác giúp đỡ là rất là nhiều rồi đấy. Các bác giúp là nhiều rồi, anh còn đi chia sẻ thêm những hoàn cảnh khác ở đây thì anh là giúp đỡ các em đấy, giúp đỡ các em từ trước đến thời điểm hiện tại cuộc sống của các em thay đổi như thế nào thì các em tự biết và Mạnh Thường Quân thì cũng biết đấy. Khi mà anh thật sự ra đôi lúc thì là anh gặp hai anh em ở ngoài ấy, hai anh em cảm giác như là đối với anh là những người xa lạ thì cái đấy anh không thành vấn đề, anh không quan trọng, anh là anh của các em, anh không chấp. Đấy, nhưng mà đừng có với anh là như thế xong mà với người khác là cũng như thế nhá. Đấy là không có được nhá. Đấy, anh muốn dạy các em là từng chút một đấy, nhưng mà phải nói là thời gian vừa rồi thì cũng có một số câu chuyện nó xảy ra thì cháu Lực sẽ không có tiện là nói lên trên kênh nữa. Đấy, khi mà ở đây thì là thí dụ như anh nói nhá, bây giờ nhá, có một người khác điện cho em hỏi về anh là như thế này như thế nọ. Đấy, thì có sao thì em biết trả lời như thế. Đấy, đôi lúc thì là nó sẽ có những câu chuyện thì cháu Lực phải ém vào để nó không, để cho hai anh em không bị là cái sự mà hiểu lầm nó nhiều ấy, cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì
có lẽ là cho Đức sẽ không có nói nhiều nữa. Ở đây thì có một số khán giả thì các bác thì sẽ hiểu lên trên nhà của hai anh em Hải Sử, xem là cái cuộc sống hai anh em Hải Sử là sau khi mà được các bác giúp đỡ thì sẽ như thế nào nhá. Năm sau thì Hải là lên lớp 9 rồi nhỉ? Vâng. Sang năm sau thì nếu mà có cơ duyên là học giỏi thêm là đi vào lớp 10. Đấy, nhưng mà đến lúc đó thì do các em thôi, các em tự quyết định. Các em đi được thì các em là đi, còn các em không đi được thì đấy là cũng là quyền của các em cả. Anh cũng không biết là cái cách nào mà để mà giúp đỡ các em nữa. Vâng. Tóc thì cũng dài rồi, bảo là Sử là đưa tiền cho ông đi cắt tóc nhá. Vâng. Đấy. Vậy ở đây là mấy cô là chưa có nghỉ quá, vẫn là đang ăn uống, nhưng mà đây là toàn uống coca thôi nhỉ, uống nước ngọt thôi nhỉ. À, đây là đang chuẩn bị chụp ảnh đây. Bây giờ chụp đi, anh có nói gì đâu. Chụp đi. Không, 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 không. Đang uống nước ngọt chụp ảnh. Này, tự sướng kiểu nha. Có phải xay nước ngọt không đấy hả? À? Sư. Không xay nước ngọt đâu à? Đấy, kia lại chơi bài. À, ở trên này thì đang chơi bài này. Đánh bài gì đây? Đánh quy là đánh như nào đây? Đánh thanh niên này đánh gì đây? Nam pick. Đây. Không bắt nữa. À. Chơi bắt được gì ấy? Đây chơi sâm hay chơi gì ấy? Chơi sâm. Sâm à? Ôi đừng. Cái này này, ba con này này, đấy. Thế. Có không? Không có. Đấy. Thả nhẹ con này này. Nhất chưa? Thấy chưa? Ê chà, cái này cô chỉ muốn đôi thấm bé cà phê à. Ây da. Hả? Mấy hôm nay ở trên này là mất điện à Sứ? Sứ ơi. Thế là may, thế may là có cái bóng điện năng lượng mặt trời đấy nhờ. Mất được bao lâu rồi? Mất được hơn 2 tuần đó. Mới vào nhà Sứ. Này. Thế là bao giờ mới có điện à Sứ? Này ấy. Nó bảo là tí tới 8 giờ có. 8 giờ là có à? Thế là mất được 2 tuần rồi à? Ủa, mất lâu đấy nhở? Ê, may là con còn cái 2 cái bóng điện để sử dụng nhở? Thế không là, là không còn là bóng điện để mà dùng nữa đâu. Thế là buổi tối là Hải là có đèn để ngủ trong này không? Không có đâu. Không có à? Thế là phòng bên này là phòng của A Hải nhở? Ôi, gấp chăn màn đi. Gấp dọn đàn tí. Tủ thì cũng có là đầy đủ hết. Tủ này không có chỗ treo à? Không có treo á? Ở đây này không phải à? Có nhưng mà không có. Có cái này. À không móc á? À? Vâng. Phải mua móc chứ. Có chứ. Phải. Ây, đây là quà. Đây quà gì đấy? À, cái là trước nhận quà đấy à? Vâng. Ở đây phải treo quần áo, phải mua móc treo như thế này nhá. Vâng. Thì nó mới gọn gàng được. Vâng. Chăn màn nên là sáng dậy ra thì gấp cho nó gọn vào. Vâng. Chứ để như thế này không được như thế này trước kia đâu nhá. Vâng. Lại vào trong nhà thì hiện tại là không có điện đâu các bác, thành ra là sẽ rất là tối. Cái bao này bao gì đấy à? Hải. Bao phân á? Sao lại bao bao phân lại để trong này? Để lại gấp à. Đây, đấy. Đấy, gấp như này. Ấy, chưa được. Sáng dậy ra thì là gấp chăn. Nó đấy. Từ. Đây. Đấy, sáng dậy ra là gấp như này nhá. Đấy. Ôi, nãy có thanh niên, mấy thanh niên kia đi về hết rồi à? Vâng. À, ui, tủ lạnh này được 2 tuần là không cắm rồi nhỉ? Sợ hỏng không anh? Không biết đâu. Có thức ăn trong không? Không có. Không có đâu. Được mất điện được 2 tuần rồi. À. Nhờ? Vâng. Ở trên chỗ của hai anh em Hải Sử thì là... Ôi, tủ mùi quá. À, lâu nha. Chỗ của hai anh em Hải Sử là thời gian này cô bác này đang mất điện. Là hạ thế hỏng hay là cái gì đấy? Cháy. À, thế là bị cháy à? Thế là thời gian là mới mất điện à? Thế là một cái khoảng thời gian mà cũng khá là lâu rồi đấy nhỉ. Hôm nay thì là lên
Đấy mà biết là nhà sửa bẻ ngô thì anh nên sớm hơn rồi. Đấy, nhưng lại không biết. Mưa như này thì sao bẻ được? Mày mới bẻ thôi, còn y. Mưa đấy bẻ á? Mà buổi sáng không mưa đâu. Thế là buổi sáng này là không mưa à? Vâng. Đến buổi chiều này mới mưa à? Vâng. Đấy, hiện tại thì các bác là nhìn thấy ở bên ngoài là sương mù này rất là dày đặc. Rất là dày đặc cho nên là thời tiết hiện tại bây giờ là cứ mưa suốt rồi các bác. Thực ra là có những công việc mà có thể là đang tạm dừng. Như vào cái thời gian này năm trước là nhà của hai anh em hải sử là đang làm đấy nhờ. Vâng. Là không có gặp mưa nhiều như này đâu các bác ạ. Đến là năm nay thì có vẻ như là do là ảnh hưởng tại là thiên tai ấy. Thì thành ra là nó sẽ, thời tiết nó sẽ thay đổi là nhiều hơn các bác. Hôm nay thì lên nhà hai anh em hải sử đây thì có những chỗ nào mà cần dọn dẹp thì các em lại dọn dẹp lại thêm nhá. Vâng. Đừng để là nhà cửa nó bừa bộn quá nhá. Vâng. Còn là lúc nào mà đưa Hải đi cắt tóc thì nhá. Thấy tóc dài rồi đấy. Vâng. Sắp đi học rồi nhỉ Hải ấy. Vâng. Mấy ngày nó đi học rồi có biết không? Không biết ạ. Không biết à? Vâng. Hai anh em là được các bác giúp đỡ như thế này rồi là cố gắng. Thế là vừa rồi anh nghe Hải còn nói một chút về bảo ông ấy, thì là ông có quay lại ở với hai anh em không? Không ạ. Không á? Thế em đã nói ông bảo là ông về chưa? Ông về ở hai anh em không? Em vẫn chưa nói ạ. Em vẫn chưa nói à? Vâng. Vừa rồi nghe Hải kể thì anh mới biết thôi. Vâng. Đây, có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Đây thì đang còn có các cô, các bác là đang ăn cơm, ăn uống này, ăn uống Coca. Hai bạn nhỏ này lấy chồng chưa? Chưa à? Cho anh mượn mic này. Này là em Hoa đúng không? Hoa này thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 13. Hả? 13. Được 13 tuổi à? Thế em gái của nhà chú là năm nay được bao nhiêu tuổi? 16 ạ. Nó được 16 tuổi à? Ừ. À hôm đó là đi lấy chồng rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh hỏi, nhưng mà tại sao lại về ấy? Cũng không biết tại sao lại về nữa. Cũng không biết tại sao lại về. Hôm nọ thấy Hải nói là chồng lười quá à? Phải không? Chồng lười quá, không chịu và cùng với lại là em gái làm ăn thì ra là về nhà mẹ đẻ, không lấy chồng nữa. Thế có con chưa? Không con chưa? Không, thế bạn? Chưa. Bạn này thì là định bao giờ đấy? Có người yêu đấy nhờ? Có người yêu chưa Sử? Có người yêu chưa Hoa? Chưa. Chưa? Hôm nọ bảo có rồi đấy. Đấy, tâm sự đùa cợt với các em một chút thôi. Đấy chụp ảnh đi, đang tự sướng. Đấy, có lẽ là chắc là bây giờ cháu Đức cũng sẽ phải là đi về thôi cô bác ạ. Kiếc vừa tắm xong à Kiếc? Làm gì đấy? Cái này ấy. Tình làm cái gì Superman. Đấy, có lẽ là cái video này cháu Đức cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Trời thì đang mưa quá rồi, chắc là cháu Đức cũng sẽ phải là đi về thôi. Bây giờ thì cũng gần tối rồi. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Chào Sự, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Sự hôm nay bụng to đấy nhở? Vừa ăn cơm xong, hôm nay ăn được mấy bát? Ba bát ạ. Ba bát? Ba bát là to này. Ba bát, bốn coca, bốn bát đấy. Ba bát cơm, với lại thêm là coca mấy bát nữa? Bốn bát đấy. Bốn bát coca. Vâng. Thế thành 7 bát rồi.